Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý vị Phật tử đang tham dự Pháp hội và khóa tu tập một ngày tại Chùa Phật Quốc Vạn Thành, thị xã Bình Long, tỉnh. Lời đầu tiên, Thầy xin trân trọng kính chúc tất cả quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, ở những lần trước Thầy có chia sẻ với lại quý vị căn bản về lịch sử của Đức Phật và những giáo nghĩa rất là cơ bản của Đạo Phật, để chúng ta có một cái nhìn khái quát về Đạo Phật. Đạo Phật này gọi là Đạo Phật nguyên gốc. Tại vì trong dân gian chúng ta có nhiều hình thức tín ngưỡng, nhưng mà chúng ta hình như không có phân biệt được, mà cứ cho rằng là Đạo Phật. Hãy ai cầm nhang nói mô Phật, cái là mình ghép vô là Đạo Phật. Thực chất không phải Đạo Phật. Thầy thí dụ như là có nhiều nơi người ta bưng cái cục đá, bưng cái gốc cây, rồi ta để cái bát nhang, rồi ai cái đi ngang cái cũng ghé lại cái thắp nhang, rồi xá cái cho rằng Đạo Phật. Mà khổ nổi là cái người mà thắp nhang cứ nói mô Phật, rồi nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái tự nhiên cái biến cái đó thành Đạo Phật. Không có, chắc chắn là không có. Đức Phật là một nhân vật của lịch sử. Ngài sinh ra vào năm 624 trước Công nguyên, là thái tử của vương quốc Kapilavastu, bây giờ là nằm phía bắc của Ấn Độ, gần với là lãnh thổ của Nepal. Cha của Ngài là Tịnh Phạm Vương, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya. Ngài xuất thân rất rõ ràng, có lịch sử, là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ngài cũng không có chế tạo ra những cái loại hình thức tín ngưỡng, Ngài cũng không có phát minh ra chân lý gì hết. Hoàn toàn không có chuyện đó, chân lý nó có sẵn. Ngài chỉ là người trải nghiệm, thể nghiệm và giới thiệu lại cho chúng ta, và sâu kết lại cho chúng ta rằng chúng ta làm những điều gì thì sẽ đưa đến kết quả như thế nào, và nhắc nhở, khuyến tấn chúng ta thôi. Không có giáo điều, không có thần quyền, không có áp đặt. Cho nên Đức Phật cũng không phải là Thượng Đế, cũng không phải là đấng tạo hóa, cũng không phải là một cái bề thần linh nào đó để ban phước giáng họa cho chúng ta, hoàn toàn không có chuyện đó. Ngài là người trải nghiệm, tìm ra được những phương thức mà trước đây có tiền nhân, có các bậc thầy đã tìm ra những phương thức đó nhưng chưa được hoàn bị, chưa được hoàn hảo. Ví dụ Ngài đến học đạo với A-la-la-ca-la và Uất Đầu Lâm Phất, là hai vị giáo sĩ thời danh lúc bấy giờ, tu tập có thần thông, chứng được tới phi tượng xứ định. Toàn cõi Ấn Độ thời đó rất tôn thờ hai vị thầy này, và Đức Phật cũng có tới học. Nhưng học xong chứng được phi tượng xứ định rồi, vẫn thấy rằng ở nơi đây chưa chấm dứt được phiền não khổ đau. Cho nên Đức Phật mới từ giã hai vị thầy này và mạnh dạn đi tìm sự giải thoát bằng chính nỗ lực tu tập của tự thân mình. Để chúng ta hiểu được rằng Đức Phật vốn là một con người. Con người phi thường ở chỗ là có nghị lực, có ý chí và có sự đột phá, vượt qua được giới hạn của cái tôi, vượt qua được bản ngã của mình, cho nên Ngài mới chiến thắng được những thứ phiền não đem đến vốn từ những tham sân ích kỷ của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thắng ngàn quân giặc nơi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Rất khó chiến thắng mình. Tại vì sao? Tại mình quen chiều chuộng theo những thói quen của mình. Chúng ta có vô số những thói quen không tốt. Ví dụ ghét người ta, rồi chửi người ta. Chửi người ta chưa đủ, rủ người khác chửi người ta. Chửi trực tiếp chưa hả dạ nữa, viết lên Facebook cho cả thế giới hùa với nhau, gọi là ném đá. Chúng ta có những thói quen lạ lùng vậy đó. Rồi giận ai đó là giận hoài, còn tuyên bố nữa sống để bụng chết đem theo. Trời ơi, trong lòng mình mà chất chứa những cái điều mà nó u ám, nó đau khổ, hận thù vậy, thì tự nhiên cũng thấy tội nghiệp cho tâm hồn của mình, nó rách nát bởi hận thù. Vô trong chùa, theo quý vị là có yên chưa? Yên được một chút, nhưng mà lỡ gặp cái bà nào mà dữ dằn nó là mình goodbye chùa luôn, phải không? Vô chùa mình gặp một vị thầy đạo đức hiền lành dễ thương, chúng ta còn có sự kết nối. Mà gặp một vị thầy khó khăn quá, có khi vị thầy đó cũng không có hiểu mình cần cái gì khi đến chùa, thế là mình có khoảng cách. Đó là thói quen gì? Thói quen của chấp ngã, của cái tôi. Cái tôi mình lớn lắm. Có một cô Phật tử đó, quý vị biết, đi tới chùa thầy. Tới chùa thầy hẹn là 11 giờ tới. Nhưng mà thầy đi xa quá, về không có canh giờ được, rồi kẹt xe tùm lum hết. Tới khoảng 12 giờ rưỡi thầy mới về tới chùa. Cô này cô cũng chờ, cô chờ thầy xong á, cũng vui vẻ này kia. Thầy hỏi có chuyện gì không cô này kia, cô nói dạ không, lúc nãy thì có chuyện cần nhờ thầy, nhưng mà ngồi chờ tiếng rưỡi giờ không cần thiết nữa. Nhưng mà con phải chờ, tại vì hứa là phải gặp thầy, cho nên gặp thầy chào cái xong đi về. Trời ơi, tại vì ở nhà quen làm bà chủ rồi, giơ tay có ly cà phê đá, quắt một cái có người chạy tới. Tự nhiên tới chùa bắt mà ngồi chờ vậy, người ta không cam lòng. Mà cô này còn nói nữa, thầy có biết là thời gian đối với con là quý lắm không? Thầy nó quý lắm. Tại vì thời gian rất quý, cho nên phải tinh tấn mà lo tu, lo hướng thiện. Vì hít vào mà không thở ra là coi như chỉ có thấy nải chuối thôi, tức là ăn cơm cúng rồi. Thầy cũng đanh đá đâu có kém. Trời, bà giàu thì kệ bà, chứ tự nhiên bà tới chùa bà làm cái ghê vậy. Phải không quý vị? Ngộ ghê vậy đó. Nói chuyện rất là khó nghe. Mà thầy nghĩ cỡ tuổi thầy thôi, chứ đâu có lớn hơn lắm, chừng 50 tuổi thôi. Thầy năm nay cũng 50 mấy tuổi rồi, mà nói chuyện thấy đanh đá quá, có vẻ như kẻ bề trên vậy. Xong rồi á, mới kêu cái cô trợ lý đó lấy ra một phong bì cúng dường. Mà cái cách cúng dường là như thế này, không phải cổ đưa mà cô trợ lý đưa. Cổ nói lần đầu tiên tới chùa thầy, con gửi một chút này để thầy mua nhang. Nói xong rồi cái quay lưng ra. Thầy nó khoan khoan đứng lại, chùa thầy nhang nhiều lắm, cho nên thôi cất cái này đi. Ông bà mình dạy rồi, của cho không bằng cách cho, phải không quý vị? Cúng dường cho Tam Bảo, tự nhiên mình có phước báo, nhất định là có phước báo, vì nó là chuyện tự nhiên, nhân quả mà. Nhưng mà phải có thành tâm. Chùa thầy nghèo thiệt, nhưng mà thầy đâu phải đệ tử của Hồng Thất Công đâu, mà nó phải dâng cái ban ra mà tới, giống như bố thí vậy đó, phải không con? Thầy cũng tự ái chứ, chưa chắc ai giàu hơn ai, phải không? Mình giàu cái gì? Mình giàu cái văn hóa ứng xử, mình giàu cái nhân nghĩa ở đời. Biết đâu trong cuộc đời mai này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ chúng ta đang ở trên đỉnh vinh quang, chúng ta có quyền phất tay, chúng ta có quyền chỉ đạo. Nhưng mai này chúng ta đang đứng ở một cái góc nào ở vỉa hè đó, chúng ta ngoắt ai, chúng ta chỉ ai, gặp nhau nó bẻ bàn không? Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cho nên lưu lại một chút tình người, để mai này gặp nhau, biết đâu chúng ta nâng đỡ nhau để vượt qua khúc quanh của cuộc đời. Thầy tự ái, thầy nói chùa thầy nghèo thiệt nhưng mà nhang nhiều lắm đó cô, cầm cái này về đi. Đó không phải là cái cách cúng dường. Trời ơi, theo quý vị có bị tổn thương không? Mặc dù mình xuất gia tứ đại giai không, tức là buông bỏ hết sân hận, nhưng mà lúc này ấm ức thiệt. Thầy mới nói thôi cầm tiền nó lại đi con, không sao đâu. Khi nào muốn cúng dường thì tới cúng, còn cái này cứ cầm nó đi. Thì thưa với lại quý vị, chúng ta học Phật, chúng ta đến chùa cũng là một cách để chúng ta đang rèn luyện cái nhân cách tỉnh giác của mình. Tại vì mình học Phật mà, Phật là tỉnh giác. Chúng ta đang tập tỉnh giác. Tỉnh giác từ cái gì? Từ những thói quen chưa tốt của chúng ta. Thói quen ghim gút, thói quen nhiều chuyện, thói quen làm bà tám, thói quen ghen tương, ganh tị, hơn thua, hận thù. Những thói quen đó đều đưa đến những hệ lụy rất là có nhiều, cần nhiều thời gian để xử lý cho lòng mình nó bình an. Thấy người ta giàu cái tự nhiên cái mình ghét, ngộ không? Rồi thấy người ta nghèo cái mình cũng khinh, gì kỳ vậy? Cuộc sống này có nhiều cái nó lạ lắm, cho nên là chốt lại là không biết ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh. Tới đi vô chùa cạo đầu đi tu rồi cũng có người kiếm chuyện. Có cái cô đó cổ cúng dường cho thầy một đôi dép. Mà nói thiệt với lại quý vị là ở chùa là thầy chỉ mang dép tổ ong. Mấy chục năm nay chùa thầy đều mang dép đó. Nắng mưa về đi nó cũng không sao. Nó đi lên vùng đất đỏ này nè, dính cũng không sao. Rồi lỡ có ai mang nhầm mình cũng không tiếc, tại bị mất dép hoài à. Có nhiều người họ mang nhầm, kệ mình cứ nghĩ vậy đi. Rồi cúng dường thì thầy cũng không có để ý lắm. Thường thì thầy thấy dép đẹp thì thầy cho người ta, thầy đem tặng lại. Xong cái bà đi tới, cái bà dòm thầy cũng quên mất tiêu là cái bà đó bà cúng dường đôi dép cho mình. Thầy thấy bà dòm với chân, thầy hỏi có chuyện gì không con? Ủa đôi dép bữa hổm con cúng thầy đâu, thầy không mang. Thầy mới nhớ chực ra, thầy mới nói cái này hơi ngộ à. Tặng người ta rồi thì thôi, tặng quà rồi là thôi, phải không quý vị? Người ta sử dụng như thế nào là chuyện của người ta. Tự nhiên dòm dưới chân, thầy cũng thấy hơi nhột, không biết vụ án gì đây. Bà này bà tới bà dòm mà bà soi mói như kiểu kỳ ghê lắm. Thầy mới túm cái chân lại, tại không biết là mình mặc đồ có bị rách không. Thầy cũng nhìn quanh nhìn quất mà nó nhột nữa. Thầy hỏi có chuyện gì không con? Ủa bữa hổm đôi dép cúng thầy đâu, sao thầy không mang? Cái đó hơi kỳ. Đó cũng là một thói quen. Thói quen này nó sẽ làm phiền chúng ta, nó làm cho lòng của chúng ta không thoải mái. Rồi tự mình nghĩ ra chắc là người ta không tôn trọng mình, cho nên quà mình tặng người ta không dùng. Chưa chắc là như thế. Mình có vô số những thói quen, nhưng mà những thói quen tốt thì nó không có nhiều, những thói quen xấu thì khá nhiều. Cho nên khi đến chùa tu học, là chúng ta tập học tỉnh giác. Đang tập tỉnh giác để nhìn thấy những thói quen nào tốt chúng ta phát huy, những thói quen nào chưa tốt chúng ta điều chỉnh. Điều chỉnh bằng nhiều phương thức: kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc là khắc chế những điều đó. Giống như chúng ta hay nóng nảy thì chúng ta phải tập quán từ bi. Chúng ta hay tham chấp thì chúng ta phải tập đi bố thí. Chúng ta thích ăn thịt chúng sanh nhiều quá thì chúng ta tập đi phóng sanh. Chúng ta căng thẳng nhiều quá thì chúng ta phải tĩnh tọa để ngồi thiền hay niệm Phật. Tất cả những phương thức đó nhằm giúp chúng ta điều chỉnh lại cảm xúc, quân bình lại, để cho chúng ta có một trạng thái tâm hồn vững và yên, lắng động nhất. Quá trình đó gọi là tu tập. Chứ chúng ta đến chùa để làm gì? Có nhiều vị đến chùa không phải với mục đích để rèn luyện cái đức tính là gọi là tỉnh giác, mà đi tới chùa đi chơi, chụp hình và đi khoe. Bây giờ cái nhu cầu khoe hình khá nhiều, khá cao. Ăn cơm cũng khoe, đi chơi cũng khoe, mua bộ đồ cũng khoe, đi chùa cũng khoe. Khoe nhiều cái kỳ cục. Khoe để cho người ta thấy mình là người như thế này, là người như thế kia. Nhưng tất cả những thứ đó không bao giờ đem tới hạnh phúc đích thực cho mình trong cuộc sống. Rồi cộng thêm có một vài vị có những thói quen rất lạ lùng. Hở cái chuyện gì là viết lên trên mạng: mọi người ơi giúp em với, chồng em thế này, chồng em thế kia. Trời ơi, nó ngu quá. Kiểu đó chồng bỏ là phải rồi. Đàn ông người ta thích kín đáo, mà đàn bà bếp xếp ở trong nhà được rồi, đem nói cho cả thế giới biết: chồng em thế này, chồng em thế kia. Bây giờ khách quan hỏi mấy cô nè, cách mà như thế có phải là người phụ nữ khôn ngoan không? Không. Mình không hài lòng điều gì của chồng mình. Một ngày đẹp trời mình nấu cơm thật ngon, đang ngồi ăn uống ngon lành, mình thầm thì: anh ơi, anh à, để cho gia đình đầm ấm, để con cái nó được yên ổn học hành, anh bớt đi nhậu nha. Đó. Anh bớt đi chơi nha, để chăm sóc con cái chứ. Nó lớn rồi em dạy không nổi. Mình góp ý vậy có chồng nghe không? Tự nhiên viết lên trên mạng: mọi người ơi, ông chồng đi nhậu từ sáng đến chiều, chịu đời có nổi không? Chết không? Đương nhiên thầy không phải bào chữa cho ông chồng, rõ ràng là ông chồng không đúng, nhưng mà phải biết cách góp ý. Học Phật là học sự tỉnh giác để chúng ta đang kiểm soát lại cảm xúc của mình. Khi chúng ta đang giận, khi chúng ta đang buồn, chúng ta hành động ngay lúc đó rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Cho nên chúng ta đến chùa học Phật chính là học sự tỉnh giác. Ở đây xin phép được nói về Đức Phật. Thứ nhất, tại sao người ta tôn thờ Đức Phật là Đấng Thế Tôn? Quý vị có nghe cái danh từ này: thế là đời, tôn là tôn kính, tức là bậc được tôn kính trong cuộc đời. Truyền thống của Ấn Độ cổ đại, theo Ấn giáo thì người ta thờ Phạm Thiên, đã trải qua rất là nhiều ngàn năm dưới sự hướng dẫn của các giáo sĩ của Ấn giáo, đạo Hindu. Những giáo sĩ đó thuật ngữ gọi là Bà La Môn. Qua bộ sách Áo Nghĩa Thư, đó là bộ kinh điển truyền thống của Ấn giáo, hướng dẫn mọi người tín đồ hướng tới một đấng thần linh duy nhất, đó là Phạm Thiên, tức là vua ở cõi trời Phạm. Và họ sáng chế ra những phương thức tu tập để được sanh lên cõi trời Phạm. Thí dụ như là ép sát. Ép sát rất lạ lùng. Mùa đông đi xuống dưới suối ngâm mình, mùa hè đi lên phơi nắng đốt lửa để diệt cái cảm giác ở trên da của mình, cái cảm xúc của mình, hành hạ cơ thể kiểu đó. Hoặc là ăn những thứ cay, những thứ đắng, ăn những thứ gai góc để phá đi cái vị giác của mình. Và họ cho rằng đến cùng cực của cái chỗ mà mình không còn biết gì nữa hết, thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội được sanh lên cõi trời Phạm. Thậm chí họ còn tập theo cái cách rất là lạ lùng, tức là họ sống như một con bò. Họ tập ăn giống con bò, tập đi giống con bò, rồi họ tập giống con chó. Họ ăn, họ sủa, họ nằm kiểu con chó. Vậy mà cũng có những người người ta tin theo. Thì ở trong kinh ghi rõ là những vị giáo sĩ này tới gặp Đức Phật, tại vì lúc bấy giờ là uy tín của Đức Phật rất cao. Họ muốn chính Đức Phật xác chứng rằng họ tu tập như thế thì họ sẽ được sanh lên cõi trời Phạm. Giống như hai ông giáo sĩ mà tu tập theo cái con bò với con chó đó, tới hỏi Đức Phật. Cái ông tu theo con bò, ông hỏi trước. Ông hỏi là: thưa Đức Phật, tôi tu theo hạnh con bò 30 năm rồi, như vậy sau khi chết tôi sẽ sanh về đâu? Thì ổng đinh ninh chắc chắn rằng Đức Phật sẽ nói là ổng sanh lên cõi trời Phạm. Đức Phật nó không cần sau khi chết, ngay bây giờ ông đã thành con bò rồi. Ông ngỡ ngàng, ông nói: rồi còn ông bạn của tôi tu theo hạnh con chó 30 năm, rồi sau khi chết thì thành gì? Phật nói thì chắc vô đường súc sinh thành con chó, bây giờ ông đã thành chó rồi. Khó khăn lắm mới thành được con người, mới làm được con người mà như thế. Tức là những quan niệm như thế nó không có cơ sở, mà người ta vẫn tin theo, cuồng tín. Quý vị đã từng xem phim Ấn Độ rồi, quý vị thấy thần linh đóng vai trò then chốt trong hoạt động tín ngưỡng của Ấn Độ. Cho nên hỏi chuyện gì cái kêu: ôi thần linh ơi. Phải không? Thầy giới thiệu cho quý vị một bộ phim Ấn Độ quý vị nên xem. Phim này có tựa đề là Bahubali. Họ dựa trên một bộ sử thi của Ấn Độ dàn dựng phim này rất là hay. Kể về một vương triều 10.000 năm trước. Rất hay. Quý vị xem để thấy được thần linh đóng vai trò then chốt trong xã hội Ấn Độ cổ đại mà được duy trì cho đến bây giờ. Khi xem cái phim Bahubali này, quý vị sẽ có thể giải mã được một số vấn đề khi quý vị xem phim Cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ đó. Để gắn liền tới thần linh và tín ngưỡng. Hẳn là quý vị còn nhớ Tôn giả Xá Lợi Phất, đúng không? Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật khen là đệ nhất trí tuệ. Tôn giả Xá Lợi Phất vốn là một đại luận sư nổi tiếng, nhưng sau đó gặp Đức Phật, xuất gia tu tập và chứng quả thánh. Nhà của Tôn giả Xá Lợi Phất là một đại phú gia. Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia xong rồi lần lượt 6 người em của mình, 3 người con trai, 3 người con gái đều đi xuất gia và chứng quả thánh. Mẹ Tôn giả Xá Lợi Phất hận Đức Phật vô cùng là hận, tại vì bà ghét Đức Phật. Bà cho rằng chính ông Phật đã dụ những đứa con của bà đi tu, bỏ lại một mình bà giữa một lâu đài cô đơn. Bà đau khổ, bà tuyệt vọng. Tài sản này để lại cho ai? Ngay cả Rivata, đứa con út mới 7 tuổi thôi, bà ép cưới vợ để khỏi đi tu. 7 tuổi cưới vợ, quý vị thấy cay nghiệt ghê không? Thì trên đường mà đi cưới vợ, đi rước dâu đó, là Rivata trốn chạy vô khu rừng Simgai, có 30 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán tu tập ở đó. Rivata tới nói rằng: thưa các trưởng lão, con là em trai út của trưởng lão Xá Lợi Phất, xin được xuất gia. Thế là các thầy mới nhận, đặc biệt 7 tuổi thôi. Xuất gia 1 tháng, chứng quả A-la-hán. Rivata trở thành một tượng đài về sự tu tập. Nhưng đối với bà Sari, mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất, bà ghét, vô cùng là ghét. Bà ghét lắm. Bà thờ Phạm Thiên, ngày nào bà cũng thờ cúng lại Phạm Thiên 2 lần. Tôn giả Xá Lợi Phất không thể độ được mẹ của mình, không hóa độ được, nói bà không nghe. Cho đến khi cuối đời, Tôn giả Xá Lợi Phất mới xin Đức Phật. Khi mà Đức Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn, thì Tôn giả Xá Lợi Phất xin phép được nhập Niết Bàn trước Đức Phật, và cho con được về quê của con, về ngôi làng của con, về lại căn nhà xưa của con. Con nhập Niết Bàn. Đức Phật biết Tôn giả Xá Lợi Phất dụng ý mượn cái sự nhập Niết Bàn của mình để hóa độ mẹ. Tôn giả Xá Lợi Phất đi với đệ tử của mình là Sa Di Quân Đề về lại ngôi làng xưa. Bà mẹ không tiếp, cho gia dân tiếp thôi. Nhưng bà lén lén, bà nhìn, bà cũng nhớ con, bà cũng thương con. Mà lúc đó quý vị biết Tôn giả Xá Lợi Phất đã ngoài 80, bà Sari đã gần 100 tuổi rồi. Nhưng mà cái tài quản trị của bà vẫn còn giỏi. Quý vị thấy tuyệt vời không? Gần 100 tuổi vẫn quản lý lâu đài, cơ ngơi cùng với lại hàng trăm. Là quý vị biết cái tài quản trị của bà Sari giỏi đến mức nào. Mình bây giờ mới 50 mấy 60 tuổi là mình muốn cho số ve rồi, thấy mệt mỏi rồi. Bà gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, bà hỏi vậy chứ: ông về đây làm cái gì? Tôn giả Xá Lợi Phất: dạ thưa mẹ, con về đây, con xin mẹ cho con được tá túc vài ngày. Nhà này rộng lắm, muốn ở đâu cứ ở. Hứ một cái, bà đang tức mà. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: dạ thưa mẹ, xin mẹ cho phép con được nghỉ lại trong căn phòng mẹ đã sinh con ra. Tôi biết rồi, kêu gia nhân dọn sẵn rồi, ngồi đó đi, để mụ già này nấu cơm dưng cho ăn. Bà cay nghiệt vô cùng. Xong bà bỏ đi. Rồi á, Tôn giả Xá Lợi Phất đi về lại căn phòng của mình. Rồi bà rón rén, bà rình, bà coi có cái ông con này làm cái gì. Nhưng bà thấy Tôn giả Xá Lợi Phất có vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Bà mới ngoắt cái ông đệ tử Sa Di Quân Đề á: cái thằng nhóc kia tới đây coi. Tại vì nhỏ mà, nhóc kia tới đây coi, thầy của ông bị cái gì, ông nói cho bà già này nghe coi. Thì Sa Di Quân Đề mới nói là: thầy con đang bệnh, đang yếu, đang bị tiêu chảy. Đáng ghét, đi theo cái đám lừa trọc nó được cái gì, thân tàn ma dại cũng lết về đây. Rồi bà cũng tự đi nấu thuốc, đi nấu cháo. Bà ghét là ghét vì những đứa con bỏ bà đi, nhưng bà thương khi gặp con mình. Đúng là trái tim của người mẹ. Mẹ già đã 100 tuổi còn thương con 80. Ái ân có đoạn chăng chỉ hơi thở sau cùng. Bà không ngủ được đêm đó, tại vì bà thấy cánh cửa phòng mở liên tục. Sa Di Quân Đề phải bưng đồ ra đi đổ rồi dọn rửa. Bà nhìn qua khe cửa nhỏ, bà đi rón rén, bà thấy con của bà Tôn giả Xá Lợi Phất nằm ở trên chiếc chõng ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của ngày xưa ùa về, bà khóc, bà thương cho con bà. Nhưng bà không dám làm kinh động, bà lui về một cái góc, bà đứng quan sát chứ bà không dám đứng gần nữa. Thì bà thấy đêm đó có từng đoàn người mà bà chưa từng biết mặt. Trong cả cái khu vực đó, dường như bà quen biết hết tất cả các gia tộc nổi tiếng và những gia đình phú quý. Tại gia tộc của bà là một trong những gia tộc danh giá ở đó đã mấy trăm năm. Bà là người có quyền lực mà, có thế lực giàu có cho bà quen biết hết. Bà thấy sao có từng đoàn người mà rất đẹp, ăn mặc rất đẹp. Từ ở ngoài đi vô trong phòng thăm con bà, tỏ ra mùi thơm rất lạ. Và tất cả những người này đều cung kính lại con bà. Rồi bà nghe con bà nói cái gì đó rất nhỏ, rồi những vị đó quỳ lại rồi đứng lên đi ra. Từng đoàn. Lòng hiếu kỳ của bà thắc mắc. Bà mới xin phép Sa Di Quân Đề là cho bà được vào phòng để được gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, con trai bà. Bà có một cái cảm giác rằng con bà là không phải là cái người tệ giống như bà suy nghĩ, cho nên bà xin phép. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất biết, Tôn giả Xá Lợi Phất nói mời mẹ vào đây. Thì bà vào, bà mới hỏi. Tôn giả Xá Lợi Phất mới kể cho bà nghe rằng đó là những đoàn của chư thiên, các cảnh giới của cõi trời tới cúng dường đảnh lễ con lần sau cuối. Bà nói không, cái đoàn mới tới đây nữa nè, đẹp lắm mà đông lắm, rất nhiều người tới. Tôn giả nói đó là Phạm Thiên. Bà bật ngửa ra, Phạm Thiên mình lại mỗi ngày, mình thờ mình cúng mỗi ngày, mà hôm nay Phạm Thiên tới đây để lại con trai bà. Lúc đó bà mới vỡ òa ra. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng mẹ à, tất cả những vị này là chỉ tu tập cái nhân giàu có, cái phước giàu có thôi, cho nên sanh lên cõi trời làm các vị chư thiên, chứ chưa hết phiền não, cho nên chưa chấm dứt được sanh tử luân hồi. Cho nên họ đến đảnh lễ con để gieo duyên được đời sau tu tập rốt ráo giải thoát. Lúc đó bà mới hiểu thế nào là đạo giải thoát. Và Phạm Thiên cũng chẳng qua chỉ là một quán trọ thôi, chỉ là một trạm dừng chân thôi. Xin lỗi thầy kể câu chuyện này nó hơi dài, nhưng để quý vị thấy được rằng thần linh chi phối hết toàn bộ tín ngưỡng của người Ấn Độ từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Cho nên Đức Phật giống như chúng ta, nhưng Đức Phật giác ngộ được chân lý giải thoát, đúc kết lại từ kiến thức tu học của các vị giáo sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Cho nên Ngài không phải là Thượng Đế, không phải là thần linh, không phải là thiên sứ. Và Ngài tuyên bố rằng ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có thể thành Phật nếu thực tập tỉnh giác. Chính vì lẽ đó người ta tôn kính Đức Phật là bậc cao quý nhất trong cõi đời. từ đó mới có danh hiệu là Thế Tôn. Nếu ai hiểu một cách chân chính về Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật là bậc trí giả trầm mặc. Tại vì sao? Tại vì Ngài là thuộc dòng họ Sakya. Dòng họ của Đức Phật là dòng họ Sakya, phiên âm là Thích Ca. Trung Hoa phiên âm là Thích Ca. Chữ Thích Ca có nghĩa là từ ái, từ bi. Nhưng mà Ngài đã sống một đời trầm mặc và nhận ra được chân lý, giác ngộ được chân lý chỉ dạy lại chúng ta. Cho nên người ta mới đặt thêm một cái biệt hiệu cho Ngài là Mâu Ni, có nghĩa là trầm mặc. Sakyamuni phiên âm là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hiểu nghĩa căn bản của chữ này, tức là bậc trí giả trầm mặc. Hay nói đơn giản, Đức Phật là một người giống chúng ta, nhưng không có si ám, không có vô minh, không có tâm tối, không có sự che đậy bởi những tham chấp, những hơn thua, những hận thù đang xâm chiếm tâm hồn. Đây là cái điểm khác giữa chúng ta và Đức Phật. Và một điều thứ hai là Đức Phật có thể từ ái với tất cả mọi người, mọi loài, mọi đối tượng. Đây là điểm khác biệt thứ hai giữa chúng ta với Đức Phật. Mình thương có người, chứ gặp cái đứa cà chớn cà cháo quá mình thương không nổi, phải không? Mình thương nó vài lần thôi, chứ nó cứ kiếm chuyện với mình hoài thôi, mình né nó chứ mình thương gì nổi, chắc chắn rồi. Nhưng mà Đức Phật khác chúng ta. Đức Phật vẫn thương những người đó, thương cho cái nghiệp khổ của họ. Và Đức Phật luôn làm lợi ích cho người, cho đời, để giúp cho người được hạnh phúc bằng cách thấy được những nguyên nhân khổ đau của mình và hướng dẫn cho họ thực tập những phương pháp để hóa giải khổ đau. Chứ Đức Phật không có ban phước giáng họa, không có kéo họ lên ở cái cảnh giới cực lạc, cảnh giới niết bàn, không có. Đức Phật thấy ai khổ, Đức Phật sẽ chỉ cho họ biết nguyên nhân vì sao họ khổ, và Đức Phật đưa ra phương thức để có thể hóa giải những khổ đau đó cho người đó thực tập. Bình đẳng, người giàu hay người nghèo, người trí hay người ngu, bất luận xuất thân từ tầng lớp nào, Đức Phật đều bình đẳng hướng dẫn tất cả mọi người, không phân biệt. Đó là những đặc tính của Đức Phật. Trở lại vấn đề, chúng ta nói về chân lý của Đức Phật chứng ngộ. Thưa với lại quý vị, chân lý này nó có sẵn vì nó là quy luật vận hành trong vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật không sáng chế ra. Thí dụ Đức Phật nói về thành trụ hoại không để giải thích cho tất cả mọi người hiểu được rằng không có gì tồn tại mãi mãi. Cái bàn này khi được thợ chọn cây đóng thành cái bàn thì cái đó gọi là thành. Cái bàn này có tuổi thọ là xài 20 năm, khoảng thời gian đó gọi là trụ. Sau 20 năm bắt đầu nó biến hoại, nó thay đổi, nó mục, nó xúc chốt, nó gãy đinh vân vân. Cái đó gọi là hoại. Và tới lúc nó tan ra không còn gì, làm củi chùm, cái đó gọi là không. Thì quy luật này nó có sẵn, không phải Đức Phật phát minh. Đức Phật sâu kết lại và chỉ cho chúng ta thấy thành trụ hoại không. Chúng ta còn có thể tìm hiểu thêm một thuật ngữ khác Đó gọi là sanh trụ dị diệt. Khi chúng ta sanh ra thì gọi là sanh, sống ở trên đời khỏe mạnh gọi là trụ. Tới lúc mà chúng ta già yếu, bắt đầu bệnh thì nó gọi là biến đổi, là dị. Và tới lúc chết thì gọi là diệt. Nói ngắn gọn thôi, Đức Phật dạy vô thường. Không có gì tồn tại, mà chúng ta luôn có những cái suy nghĩ về tính vĩnh hằng. Khi chúng ta đang yêu thì chúng ta thấy tình yêu nó đẹp đó không? Chúng ta cho tình yêu là vĩnh hằng. Nhưng một ngày nào đó chúng ta mới phát hiện ra rằng anh ấy, ảnh nhắn cho mình cái tin là nhớ mình, nhưng mà ảnh nhắn cho tới 3-4 người. Mới thấy được là mọi thứ nó không bền chắc. Anh hứa cùng em đi suốt đoạn đường đời, phải không? Mà sao đi nửa chừng rồi sang ngang. Bản thân chúng ta cũng vậy nè. Sáng là chúng ta vui, nhưng mà trưa có thể chúng ta giận người đó rồi đó. Sáng chúng ta còn hạnh phúc, còn cười này kia rồi anh đi làm nó trưa về rồi, nhưng mà tới trưa đọc một cái tin nhắn là muốn đập cái điện thoại luôn, không muốn gặp vợ luôn. Chính bản thân mình, trong tâm của mình nó cũng thay đổi. Cái sự thay đổi đó Đức Phật gọi là vô thường. Mỗi ngày tóc chúng ta ra dài hơn, móng chúng ta ra dài hơn, trong cơ thể của chúng ta nó sẽ đào thải một số tế bào, nó sẽ chết. Những tế bào già nó sẽ chết. Cái đó là vô thường. Môi trường chúng ta sống cũng vô thường. Mới bình yên đó, một cơn địa chấn thôi, tất cả chỉ thành vụn nát. Bản thân chúng ta vô thường, tâm tình chúng ta cũng vô thường, hoàn cảnh sống, môi trường sống chúng ta cũng vô thường. Nhưng chúng ta luôn suy nghĩ và tính những chuyện trường cửu, cho nên mới đau khổ. Hẳn là quý vị còn nhớ một nhân vật rất là đặc biệt trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp của Kim Dung, Lý Mạc Sầu. Quý vị nhớ không? Lý Mạc Sầu trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp hả? Nguyên tác gọi là Thần Điêu Hiệp Lữ. Quý vị biết là khoảng năm 96, 97 đó, lúc đó nghèo quá. Thầy với lại các thầy có dịch tác phẩm này. Mấy nhà xuất bản người ta thuê mình dịch. Dịch tính sản phẩm cũng có nhiều tiền lắm. Thời đó khó khăn, Viện Chuyên Tu không mở cửa tiếp khách. Một năm chỉ mở cửa đúng một ngày mùng 1 Tết thôi. Các thầy sống theo nông thiền, vừa làm rẫy, vừa tu tập, vừa lao động, không tiếp xúc ở ngoài. Thời đó chưa có điện, chùa chưa có điện. Một ngày thầy phải gánh cả 400-500 đôi nước để tưới rau, tưới rẫy, tưới riết, mang bệnh hậu luôn, ho lao luôn. Thì tại vì các thầy là học chữ nho từ nhỏ ở trong chùa, cho nên mới nhận lời dịch tác phẩm đó. Nguyên tác của nó là Thần Điêu Hiệp Lữ. Cho nên mấy anh chị, mấy cô chú lớn tuổi đó, khi đọc tác phẩm này chúng ta có thể so sánh lại với những cái dịch phẩm mà trước 1975. Nó khác. Tại vì mấy thầy dịch nó có chất nhã hơn. Có mấy cái đoạn nó thô tục á, sẽ được viết nhẹ lại. Thì Lý Mạc Sầu thất tình, đau khổ vì bị phản bội. Cho nên bà đi tới đâu bà cũng u sầu hết. Hỡi thế gian tình là chi chi mà én bắt nhạn nam. Bà thất tình, bà đau khổ ghê gớm. Tại vì bà dính vào cái lời hứa ngày xưa của người yêu. Hứa thật nhiều mà cũng thất hứa thật nhiều. Chúng ta học Phật chúng ta thấy rồi, Đức Phật dạy vô thường. Để chúng ta hiểu được cuộc sống này là không bền chắc, là tạm bợ. Để chúng ta đối trị với cái tâm tham chấp, tâm sân hận của mình. Điều đó không phải do Đức Phật sáng chế ra, nó có sẵn, nó là quy luật của nhân sinh, của vũ trụ. Đức Phật chứng nghiệm, thống kê lại cho chúng ta thấy về cái duyên khởi. Cho nên tất cả những quy luật này nó tồn tại một cách khách quan ở trong vũ trụ. Chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta không bao giờ nói Đức Phật sáng tạo ra những điều này, vì Đức Phật không phải thần linh. Những điều này trước khi Đức Phật ra đời nó đã có rồi. Vô thường nó đã có rồi, sự hình thành và biến đổi nó đã có rồi, chứ không phải đợi tới Đức Phật ra đời nó mới có đâu. Nó là một định lý tồn tại ở trong cuộc sống, chỉ có người trí mới có thể thấu hiểu được. Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu được rằng người thấy được chân lý không phải là người tạo dựng chân lý. Cho nên Đức Phật phản đối những luận điệu mà người ta cho rằng Đức Phật là người sáng tạo ra một học thuyết. Nhiều khi người ta còn nhìn ở góc độ khác, đạo Phật là một triết thuyết. Ví dụ như mọi người xôn xao, chúng ta lại ngồi lặng lẽ. Rồi người ta cho rằng là thiền của Phật giáo giúp cho chúng ta có thể xoa dịu được những căng thẳng, giải quyết được những áp lực trong cuộc sống. Thầy thấy áp lực trong cuộc sống bây giờ rất là nhiều. Nói như thế không phải là ngày xưa không có áp lực, nhưng mà thầy so sánh lúc thầy mới vô chùa gần 40 năm trước, chùa không có điện, không có điện thoại, các thầy vẫn tu tốt. Các thầy vẫn trồng rau, trồng rẫy, trồng khoai. Gạo không đủ ăn, nhưng mà thời đó thầy thấy trong chùa thầy đó tu rất tốt. Bây giờ phương tiện có nhiều hơn, phòng không có máy lạnh, ngủ không được, hôm nào cúp điện là nhảy tưng tưng. Trời ơi, tu cái đạo gì vậy ta? Rồi mấy người mà ta không có máy lạnh rồi sao? Rồi mấy người ta không có điều kiện rồi làm sao? Thầy thấy cúp điện là chùa nháo nhào lên à. Chính thầy cũng cảm thấy ngợp, cho nên thầy đi ra ngoài, chứ thầy không có ở trong phòng. Nhưng mà hồi xưa không có điện đó, rồi chẳng lẽ mình ngợp thở mình chết hết à? Rồi bây giờ đó mình gọi điện thoại cho ai mà người ta chậm bắt máy đó, cái mình giận không gọi nữa, chắc người ta coi thường mình, trách móc đủ kiểu hết. Vậy chứ cái thời không có điện thoại đó là trao đổi thông tin bằng cách nào, phải không? Chúng ta so sánh đi để mình giảm thiểu tối đa về cảm xúc của mình. Cuộc sống nhiều áp lực, thậm chí có khi chúng ta ngồi bên cạnh người mình thương yêu cũng có áp lực, phải không mấy cô? Có khi mình ngồi bên cạnh người mình thương đó, nhưng mình cũng thấy áp lực, cũng thấy nặng nề, cũng thấy khó thở, cũng thấy bất an. Trong gia đình, cha mẹ với con cái có khi không thích gặp mặt nhau, vợ chồng ở chung nhà có khi không thích nói chuyện nhau, nói chuyện vòng qua đứa con. Nói với ba mày mẹ đi chợ, ổng ngồi đó không nói với ổng, nói vòng qua đứa con, kỳ cục vậy. Sao kỳ vậy? Rồi nhiều khi ông ở tầng trên, bà ở tầng dưới. Thầy thấy ngộ ghê nha. Hồi xưa không cho gặp nhau thì trèo rào nó trốn đi, còn bây giờ gặp nhau muốn kêu công an bắt. Chán quá. Áp lực không? Thầy thấy ngay cả học sinh nó đi học cũng áp lực. Trời ơi, mấy đứa nhỏ, mấy chú tiểu chùa thầy á, nó học lớp 3 thôi, nó vác một cái ba lô, thầy thấy cũng 5-7 kg, một mớ sách vở. Thầy nói chết rồi, mày học mấy năm nữa mày bị gù á con à, cái lưng nó phải khòm luôn. Ai cũng có thể tạo áp lực cho mình. Tại sao? Tại vì ai cũng tự cho mình có cái quyền được vui, được thoải mái, được đòi hỏi. Thì như vậy trong nhà ai là người phục vụ? Gần tới ngày sinh nhật rồi mà không thấy mẹ nói gì cho nên giận mẹ. Mình cố tình mình nói bóng nói gió để gợi ý gần gợi ý xa, mà mẹ làm bộ mẹ không nghe, mẹ không hiểu. Thế là buồn, giận mẹ, không ăn cơm. Không ăn cơm cái đợi mẹ đi làm cái xuống bếp lục. Trời ơi, anh hùng rơm, anh hùng dởm. Mấy đứa con có không? Thầy nhớ là hồi đó thầy đi học, nguyên đám lớp thầy, trong lớp thầy có cái thằng đó tên Thiện, nó bị chạm hay sao á. Ổng đi học lúc nào cũng đem cái chai dầu Khuynh Diệp, mà cái chai dầu bự ghê lắm, chai dầu Khuynh Diệp để cho mấy người sản phụ dùng đó, mà ổng đem vô lớp ổng bôi, ổng sức giống như là ổng bôi lên người ổng, nó hôi không chịu nổi. Mà có những cái cách phát ngôn nó bị tửng sao á. Thế là cả đám nói xấu, cái quay lại cái thấy nó đứng ở sau lưng. Trời, tự nhiên cảm giác nó quê làm sao đâu á. Quý vị có từng rơi vào cảnh này chưa? Khi chúng ta không giải quyết được những thói quen đòi hỏi của mình mang chiều hướng tiêu cực, thì bắt đầu chúng ta bộc phát nó theo một hướng khác, cực đoan hơn, nguy hiểm hơn. Nó làm mất đi cái khả năng định tĩnh của mình. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta chánh niệm, tức là chúng ta phải biết rất rõ mình đang nghĩ gì, mình đang cần gì. Biết rõ mình đang nghĩ gì như thế nào. Như mình đang giận, mình biết mình đang giận. Mình đang tức, mình biết mình đang tức. Mình đang tủi thân, mình biết mình đang tủi thân. Cái đó gọi là chánh niệm. Khi chúng ta đang tức mà chúng ta biết mình đang tức, lúc đó chúng ta không còn tức nữa. Tại vì mình nhận ra mình đang tức, thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó đã chuyển sang một hướng khác. Chúng ta biết chúng ta đang bị gạt, chúng ta đang bị lừa. Người có chánh niệm người ta sẽ không đau khổ. Còn người không có chánh niệm thì người ta sẽ lồng lộn lên và người ta sẽ oán hận rất là nhiều. Cho nên chánh niệm có thể nói là trái tim của cuộc sống an bình. Và người ta đứng ở góc độ đó, người ta cho rằng đạo Phật như là một triết thuyết. Giáo lý của Đức Phật không phải được hình thành qua quá trình suy tư, phán đoán, suy luận, tưởng tượng, mà giáo lý của đạo Phật là những con đường trải nghiệm do chính Đức Phật trải nghiệm. Ngài chỉ dạy lại cho mình. Thí dụ như là chúng ta quá tham lam, bao nhiêu cũng không đủ. Đức Phật dạy chúng ta cách san sẻ, chia sẻ bớt cho những người khó khăn, để mình kiểm soát được cái tâm tham, giảm được cái tâm tham của mình. Khi mình cho được, lúc đó mình sẽ bớt tham. Nhưng mà cho đúng nghĩa cho kìa, chứ không phải cho để mà đánh bóng tên tuổi mình đâu, không phải cho để cho người ta mang ơn mình đâu. Cho đúng nghĩa cho, tự nhiên tâm tham nó sẽ bớt. Và Đức Phật nói rất rõ ràng, khi mình cho mình có phước báo của cái cho. Khi mình có phước báo của cái cho, mình làm ăn cái gì nó cũng thuận lợi. Người ta làm không được nhưng mình làm được. Mình làm chơi, mình ăn thật. Mà bây giờ mình hay nói cho tức là nhận đó. Mình bị người ta ép bức, mình tức lắm. Mình bị người ta chèn ép, mình ấm ức lắm. Nhưng Đức Phật dạy rất đơn giản, chọn lấy phần thua để chiến thắng lòng mình. Với suy nghĩ đó tự nhiên mình không còn ấm ức nữa, mình không còn bực nữa, mình sẽ có một cái tâm lý thoải mái để chúng ta tương tác với những người đó, mình làm việc nó tốt hơn. Chứ còn cái tâm lý mình lúc nào cũng nặng nề là bị chèn ép, bị bóc lột, thì mình gặp người đó chúng ta không thể nào phối hợp tốt được. Mà không phối hợp tốt, hậu quả ai gánh? Mình gánh. Mình là người đầu tiên gánh. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta chánh niệm chính là cách để chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình. Đức Phật xuất thân là một thái tử tại vương quốc Kapilavastu, đã từng sống hưởng thụ dục lạc khi còn ở hoàng cung, nhưng nhận ra không có hạnh phúc chân thật. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa, trước khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa nhìn người vợ của mình là Gia Du Đà La công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân lúc bấy giờ. Này Gia Du Đà La, mắt xanh của em ngày nào đó cũng sẽ úa mờ. Dáng đẹp của em ngày nào đó sẽ còm cõi. Ta nghe trong em, ta nghe trong ta có sự tan rã, có sự biến đổi. Hãy chấp nhận cho sự từ biệt này để ta tìm lời giải đáp đâu là cội nguồn đau khổ. Công chúa Gia Du Đà La biết đêm đó thái tử sẽ bỏ đi. Vờ nằm ngủ thôi. Nhưng khi thái tử bước ra thì là thấy có đôi giày để sẵn, chiếc áo khoác để sẵn. Và Gia Du Đà La đã dặn cái người mà chăm ngựa cho thái tử hãy chuẩn bị sẵn ngựa kiền trắc cho thái tử đi. Điều này có nghĩa rằng Gia Du Đà La đã thấu hiểu được những tâm tư trong lòng của thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên chấp nhận chia xa để cho chồng mình được hoàn thành tâm nguyện. Rõ ràng Gia Du Đà La là một người phụ nữ vĩ đại. Cho nên thái tử là người đã từng hưởng thụ dục lạc khi còn ở trong hoàng cung, nhưng không tìm ra được sự bình an, sự hạnh phúc. Quốc vương Tịnh Phạn đã cho xây 3 lâu đài cho thái tử ở. Ấn Độ có 3 mùa, thưa quý vị. Ấn Độ có 3 mùa. Đức vua Tịnh Phạn cho xây 3 lâu đài để phù hợp với thời tiết của 3 mùa cho thái tử ở. Và có rất là nhiều niềm vui ở trong đó, để thái tử không được chạm tới những thứ gọi là gốc khuất khổ đau của cuộc đời. Thậm chí những người già, những người bệnh ở trong kinh thành Kapilavastu, đức vua cho chuyển đi tới một khu khác ở, cách xa mấy chục dặm, để thái tử không còn chứng kiến cái cảnh khổ đau của con người khi già, khi bệnh, khi chết. Nhưng thái tử đã nhận ra niềm vui nó không bền, không chắc, cho nên mới vượt thành đi xuất gia. Xuất gia tu tập khổ hạnh, ép sát, cùng với lại 5 anh em Khonana, tức là Kiều Trần Như, cũng không cảm nhận được cái sự an ổn khi mình ép sát như thế. Nhận chân ra rằng mình ép sát không phải là phương thức tốt. Cho nên Sa môn Tất Đạt Đa đã từ bỏ 2 cực đoan này và quay trở lại tu tập nơi tự thân tự tâm của mình. Sau khi nhận bát cháo sữa của Sujata, Nàng Sujata là một cô gái chăn dê đi ngang qua cái dòng sông đó, dòng sông Ni Liên đó, thấy Sa môn Gautama đang nằm bất động như là một bộ xương khô. Thì Sujata biết rằng đây là một tu sĩ theo trường phái ép sát khổ hạnh của Ấn Độ. Vì Ấn Độ người ta rất tôn tu sĩ ép sát, ta tôn thờ lắm, người ta tôn vinh lắm. Cho nên Sujata mới đem cái bát cháo sữa tới để đút từ muỗng cho Sa môn Gautama. Khi mà Sa môn đã tỉnh lại thì Sujata mới nói rằng thân xác này cũng rất cần có sức khỏe để đến với đạo. Đức Phật thừa hiểu điều này, nhưng sự tác động của Sujata, cho nên Sa môn Gautama đã từ bỏ trường phái tu cực đoan ép sát, thọ dụng vừa đủ, không có ăn quá nhiều, vừa đủ để giữ sức khỏe để tu tập, và bắt đầu ngồi thiền định ở tại gốc cây đó suốt 49 ngày và giác ngộ. Cho nên cái cây đã được đặt tên là cây giác ngộ. Nguyên gốc tên tiếng Phạn đó là Bồ Đề, Bodhi. Và Đức Phật nói rằng Sujata như là một người thầy của mình đã nhắc nhở. Và con đường mà thực tập đó ở trong kinh thường nói tới, đó là bát thánh đạo, tức là con đường đi đến quả thánh có 8 nhánh. Và bằng sự tu tập từ bỏ những trạng thái cực đoan mà Sa môn Gautama đã chứng được quả vị giác ngộ thành Phật. Thưa tất cả quý vị, cả cuộc đời của Đức Phật là một bài học sinh động để cho chúng ta có thể thấy được rằng khi chúng ta từ bỏ những thói quen xấu của mình, chúng ta sẽ trở thành người tốt. Chúng ta từ bỏ những thói quen bất thiện của mình sẽ trở thành người thánh thiện. Chúng ta từ bỏ những thói quen phàm phu tục tử của mình sẽ có thể trở thành những bậc thánh nhân vĩ đại. Và điều đó hoàn toàn trong chúng ta, ai cũng có khả năng này. Đức Phật khẳng định một cách rất rõ ràng trong kinh Pháp Hoa: ta là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Khả năng giác ngộ chúng ta đều có thể đạt được nếu chúng ta biết cách để phát huy. Cho nên đến chùa học Phật không phải là vì hình thức hay là vì cầu nguyện, mà chúng ta vì một lý tưởng, đó là thay đổi những thói quen xấu của mình, càng ngày chuyển sang thói quen tốt bằng chính sự tỉnh giác chánh niệm của bản thân mình. Người mà làm được như thế thì được gọi là Phật tử. Xin tạm biệt quý vị ở đây. Kính chúc quý vị cùng với lại gia quyến luôn được an lành trong kiếp nhân sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.